Phiên buổi tối ngày 9 tháng 1 năm 2020, em Thảo Hoa Lan Lạng Sơn xin kính chúc tất cả các anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, cuộc sống luôn gặp may mắn, bình an. Em là Thảo, em ở trên thành phố Lạng Sơn. Cô chú anh chị để kết nối với em Thảo theo 3 số điện thoại 0965 495 087, 0363 929 228, 0848 626 228 là 3 số điện thoại của em Thảo. Cô chú anh chị có kết nối. Và hiện tại thì gia đình em Thảo vừa mới về thêm một số mặt hàng mới và rất nhiều những cái chương trình tri ân chào đón năm mới năm 2020. Và cô chú anh chị nào yêu mến những dòng hoa nào thì hãy gọi điện trực tiếp với em Thảo theo 3 số điện thoại em vừa đọc nhé. Và ngoài những giống hoa phong lan thì gia đình em Thảo còn có vật tư phân thuốc để cô chú anh chị có thể chăm sóc hoa lan của chúng ta một cách tốt nhất. Và bây giờ em sẽ quay và giới thiệu cả nhà về từng hình hoa lan của gia đình em nhé. Và vì là gia đình em Thảo có rất nhiều những cái mặt hàng mới về và cuộc gọi thì có thể là bị chen, nếu mà không gọi điện được thì hãy nhắn tin. Ngày hôm nay gia đình em Thảo đã lại về thêm những chậu cây phi điệp lá mít hòa bình rất là đẹp ạ. Và đặc trưng của cây phi điệp lá mít hòa bình đó chính là khi mà cây trưởng thành, nó có thể to bằng ngón tay cái, ngón chân cái của chúng ta nếu mà được chúng ta chăm sóc tốt. Và lá của nó thường sẽ xòe to hơn so với những cái dòng cây phi điệp khác này. Chúng ta mua về chúng ta so sánh và chúng ta sờ thôi là chúng ta biết là cái lá của nó dày dặn hơn so với những cái dòng cây phi điệp khác. Đây em lấy ra như này thì cả nhà vẫn nhìn thấy rõ hơn này. Mỗi một chậu của nó cao khoảng từ 25 cho đến 35cm. Tri ân quý khách hàng để chào đón năm mới, gia đình em Thảo bán giá 250.000 giảm xuống còn có 220.000. Mua 2 chậu thì gia đình em Thảo bán với giá là 400.000 nhá cả nhà nhá. Xinh cực lực, xinh và dễ thương luôn ạ. Hàng đẹp lắm. Cô chú chị nào mà yêu mến thì chúng ta có thể sưu tầm một vài chậu về để chúng ta chơi thân. Đấy, chơi thân đã được cực kỳ là mến luôn đúng không ạ? Và cái bông của nó đấy ạ. Cái bông lá mít hòa bình này, cây lá mít hòa bình này nó sẽ dày dặn và nở được rất là lâu này. Đó, nhìn cái lá này. Là giống như lá nhựa rất là yêu luôn. Đó, số lượng thì em Thảo không có nhiều nên là cô chú chị nào yêu mến thì chúng ta có thể sưu tầm nhá. Phi điệp lá mít hòa bình 220.000 một chậu, mua 2 chậu là 400.000. Phi điệp châu Như F1 là một trong những cái dòng hoa được rất nhiều cô chú anh chị sưu tầm về để chúng ta săn bệt đúng không ạ? Và cùng một cái lô này đã được rất nhiều cô chú anh chị nở ra những cái mặt bông bệt rất là đẹp và phản hồi lại rất là thích đấy ạ. Và em có để phần ra một chú gồm có lá. Chú ấy bảo là mua 12 chậu và em có để phần ra thì là em vẫn chưa thấy lên lấy nên là em sẽ bán ra lộc cho cô chú chị nào yêu mến nhá. Mỗi một chậu của nó khoảng tầm 3 thân và mỗi thân của nó cao khoảng từ 12 cho đến 20cm nhá cả nhà nhá. Gồm có 2 thân, đẹp một chậu rất là đẹp này. Đó, đây. Thân của nó là thân tím luôn này, có thân tím một tí này. Đây. Đó. Bình thường mỗi một chậu em Thảo bán từ 150 cho đến 170 đúng không ạ? Hôm nay duy nhất em bán với giá là em bán theo combo luôn nhá. Tại vì là có chú ấy bảo là lấy 3 chậu này về để trồng vào một chậu. Nó cũng rẻ nên là em sẽ bán cực kỳ là mềm với giá ra lộc là 300.000 được 3 chậu này. Được 6 thân cực kỳ là đẹp nhá. Em chỉ còn có là 4 phần nên là anh chị em nào yêu mến thì chúng ta coi sưu tầm nhá. Đó. Để chào đón năm mới năm 2020, gia đình em Thảo tri ân quý khách hàng những chậu cây hoa hoàng tử áo đỏ hay gọi là Ren Red, một dòng hoa đem lại may mắn và tài lộc cho người trồng. Chính vì vậy, được rất nhiều cô chú anh chị mua về để chúng ta tặng quà nhau năm mới, khai trương cửa hàng, mừng quà tân gia hoặc là treo các nhà vườn hoặc các sảnh công ty đều đẹp đúng không ạ? Một dòng hoa có thể chơi thân này và chơi rễ này, em đặt xuống như này thì cả nhà có nhìn thấy rõ hơn cây của nó. Màu đỏ, màu đen lại may mắn mỗi khi dịp Tết xuân về được ạ. Dòng hoa này chúng ta phải trồng vào chậu hoặc là chúng ta có thể là ghép vào gỗ một hoặc là nhiều thân vào thành một chùm cũng rất là xinh. Gia đình em tri ân quý khách hàng từ 250.000 xuống nay chỉ còn có 200.000 một chậu nhá. Cô chú anh chị nào mua từ một chậu thì em cũng gửi. Và để chào đón năm 2020 may mắn phát tài phát lộc thì chúng ta nên mua một cái chậu hoa hoàng tử áo đỏ này về để chúng ta thu hút tài lộc về gia đình của mình được không ạ? Cây cực kỳ là xinh mà giá chỉ có 200.000 nên là cô chú anh chị nào yêu mến thì hãy gọi điện trực tiếp cho em Thảo để đặt hàng nhé. Hàng hiếm dành cho người dành chơi đó chính là ngọc trai đen hay gọi là thiên nga đen, một dòng hoa lan đẹp và nổi tiếng trên thế giới bởi màu đen tượng trưng cho sự vĩnh cửu và huyền bí. Và ngọc trai đen này có mặt bông cực kỳ là độc đáo bởi màu đen tuyền mà ít loại lan nào có được đúng không ạ? Và hàng của gia đình em Thảo là hàng đã thuần tại Việt Nam được gần 2 năm rồi nên là cái độ thích nghi môi trường nó sẽ rất là phù hợp. Kể cả ngoài Bắc và ngoài Nam thì cô chú anh chị mua về thì chúng ta đều thuần được. Hoa của nó nở vào mùa xuân và hiện tại thì cây đã thắt ngọn chuẩn bị chất dinh dưỡng cho mùa hoa và cho cây con mùa tới đấy ạ.
Và em Thảo đã phun thuốc kích hoa rồi, nếu mà anh chị em mua về thì chúng ta có thể là mua thêm cái thuốc kích hoa này về để chúng ta kích hoa đúng không ạ? Đó, hoặc là có rất là nhiều những cái loài lan khi nở vào mùa xuân thì chúng ta cũng bắt đầu kích hoa được rồi. Với mặt bông cực kỳ là xuất sắc như vậy thì cô chú anh chị nào yêu mến thì chúng ta có thể sưu tầm nhé. Em Thảo bán với giá rất mềm 470.000 một chậu, mua 2 chậu là 900.000 nhé cả nhà nhé. 470.000 một chậu, mua 2 chậu là 900.000. Anh chị em nào yêu mến thì chúng ta phải sưu tầm một vài chậu và có cây nào đã có nụ rồi đấy cả nhà. Đó, đây đã có nụ này, có cây này. Nhưng mà chỉ có 1-2 cây nào có nụ thôi. Đó. Ngày hôm nay gia đình em Thảo còn có 12 chậu cây phi điệp 5 cánh trắng Phú Thọ hàng gieo hạt, là một trong những dòng hoa được rất nhiều cô chú anh chị yêu mến đúng không ạ? Với dòng thân của nó thân xanh này và cây đã thắt ngọn, chuẩn bị chất dinh dưỡng, chuẩn bị cho mùa hoa và những cây thân con mùa tới luôn đấy ạ. Đó, cây đã thắt ngọn rồi đấy ạ, và nên nhìn này. Vì nó là đã thắt ngọn nên là cây của nó dồn chất dinh dưỡng nên là cái phần trên nó to hơn cái phần gốc một chút. Cây cao khoảng tầm 30 cho đến 35 cm. Và em Thảo chỉ còn có 12 cây nên là em bán giá rất là mềm ạ. Em bán là 220.000 một chậu, mua 2 chậu là 400 nhé cả nhà nhé. Đó, sắp Tết rồi nên em bán giá rất là thấp để cho cô chú chị cùng có thể sưu tầm. Và cả nhà có nhìn dòng thân xanh này. Đó, riêng chơi thân nó cực kỳ là đã rồi đúng không ạ? Vì nó thắt ngọn nên là nó đang tích trữ chất dinh dưỡng chuẩn bị cho hoa rồi. Đấy, cây xinh lắm. Em Thảo bán với giá chỉ có 220, mua 2 chậu là 400. Ngày hôm nay gia đình em Thảo vừa mới về thêm một cái dòng hoa được rất nhiều cô chú anh chị yêu mến và muốn sưu tầm, đó chính là cây phi điệp hồng ngọc. Với mặt bông của nó cực kỳ là sắc sảo và được nhiều cô chú anh chị biết đến sau cuộc thi hoa lan thế giới năm 2015 ạ. Hoa của nó như cả nhà đang nhìn đã, hoa nét, bông đậm, màu không bị nhòe và với đôi mắt xước rất là xinh. Đã, cả nhà có nhìn thấy hiện tại thì cây đã thắt ngọn, chuẩn bị chất dinh dưỡng cho mùa hoa và mùa thân tơ mùa tới rồi đấy ạ. Và đây là hàng sưu tầm dành cho cô chú chị yêu mến và cây của nó cao khoảng từ 20 cho đến 25 cm, mỗi một chậu của nó khoảng tầm 2 đến 3 cm nha, ba thân nhá cả nhà nhá, đây ạ. Hai thân này, ba thân, có cây còn có 4 thân cơ ạ, rất là xinh. Đó, nếu mà cây 4 thân thì nó sẽ thấp hơn một tí. Đã. Em bán giá cực kỳ là mềm ạ, bởi vì sắp đến Tết rồi, em bán giá là 220.000. Em mua 2 chậu là 400.000 nhá cả nhà nhá. Cây xinh mà giá lại cực kỳ là đẹp luôn nè. Đó, với cái thân của nó này, thân đỏ đỏ rất là đẹp nhá. Và đã chuẩn bị cho bông mùa tới rồi. Đó, hàng sưu tầm. Ngày hôm nay gia đình em Thảo vừa mới về thêm một giống trầm rất là đặc biệt dành cho cô chú anh chị nào yêu mến những cái mặt bông độc và đẹp. Đó chính là trầm mai huyết tử. Với vẻ đẹp mộc mạc và xinh xắn, mặt bông của nó tím đậm, cánh bầu rất là thơm. Nên được rất nhiều cô chú anh chị muốn sưu tầm đúng không ạ? Và hiện tại thì ở trên thị trường em thấy xuất hiện rất nhiều những cái cây trầm, nhưng mà nó là hàng của năm nhất ạ. Còn hàng của năm 2 của gia đình em Thảo chuẩn bị cho bông rồi. Và chính vì nó là năm 2 nên là cái độ thích nghi môi trường của nó sẽ rất là cao. Nên là cô chú anh chị khi mua về thì chúng ta có thể vừa chơi hoa và trong mùa tới này nó sẽ cho chúng ta những cái thân con mới rất là xinh xắn đúng không ạ? Với thân mập ú nu đấy ạ, cả nhà nhìn thấy là mê luôn này, đấy ạ. Bằng cái ngón tay trỏ của em luôn này, xinh cực là xinh luôn, đấy ạ. Đấy ạ, wow, xinh lắm. Đó, và cái thân của nó trơn láng rất là đẹp ạ. Và nhân dịp năm mới thì gia đình em Thảo bán giá cực kỳ là mềm ạ. Bình thường là giá từ 250 cho đến 280. Ngày hôm nay duy nhất em Thảo bán với giá là 230.000 một chậu, mua 2 chậu là 450 nhá cả nhà nhá. 450.000 nhá. Đai châu đỏ quân tử là một trong những dòng hoa được rất nhiều cô chú anh chị yêu mến và đặc biệt thì dịp Tết được rất nhiều cô chú anh chị mua về để chúng ta sưu tầm được ạ, màu đỏ may mắn. Và em Thảo đã làm ra được 5 hình, cô chú anh chị nào yêu mến hình nào thì có thể gọi điện để đặt hàng với em nhá. Cây số 1 em Thảo bán với giá là 330.000, đây là gồm một cây mẹ con này cả nhà có nhìn thấy này. Đó, đã có nụ rồi nhá. Lá của nó là 4 cm, chiều ngang của nó là khoảng tầm 35 cho đến 40 cm này. Đây này. Đó. Cây lớn ấy, cây mẹ là có 2 nụ nhá cả nhà nhá. Đó, đây là mẹ ôm con rất là xinh đấy ạ. Em bán chỉ có 330.000 thôi ạ. Cây số 2 này em Thảo bán với giá là 300.000. À, cây này đã được 9 lá này. Đó, 9 lá và 1 nụ rất là xinh. Đó. Và đây em lật đằng sau cho cả nhà xem này. Không có lỗi gì đâu nhá. Tiếp theo cây số 3 em Thảo bán 300.000, có một mẹ và một con đây này, một con này. Nó bị lỗi trong quá trình vận chuyển cái cây con một tí xíu. Còn lại cây mẹ vẫn bình thường đây. Đó. Và do là nhà em phun nước vôi trong xong nên là nhìn nó hơi hơi trắng trắng.
Tiếp theo cây số 4 này, cây số 4 em thả bán với giá là 280.000. Cây này thì được 9 lá nhưng mà có một lá đây lỗi một tí, nhưng không sao hết, nhìn vẫn rất đẹp đây, tổng thể đây này. Đó. Có một nụ hoa dài rồi. Và đây là những cây đai châu lỗi lá trong quá trình vận chuyển của nhà em. Đây em có 2 phần nhá, em đã làm ra rồi. Đó. Tất cả các cây đều có nụ hết rồi đấy ạ. Trong quá trình vận chuyển. Cây này không bị lỗi, lỗi ở lá dưới này thì nhà em đã cắt đi rồi. Đây là một cây me con này này, nhưng mà nó cũng bị lỗi đây này. Đó, bị lỗi một lá này. Tiếp theo cây này cũng rất là đẹp nhưng mà nó cũng bị lỗi đây này. Và bên này nó, cả nhà có nhìn thấy này, nó cũng bị lỗi đây, bị lỗi lá một tí. Nó bị đứt một tí nên là nhà em có bôi keo liền sẹo cho nó nữa này. Đây này này, bảng này nữa. Đó, nó bị lỗi ở đây này. Em thanh lý mỗi một phần là 750, tính ra chỉ có 250 một cây thôi ạ, mà nó chỉ bị lỗi một tí thôi. Đó. Đây, anh chị em nào mà yêu mến thì chúng ta có thể là mua một phần về để chúng ta ghép vào, bởi vì cái dòng hoa này rất là đẹp nhá, cái dòng gân nổi lên rất là xinh. Những cây nó bị lỗi một tí thì nhà em đã bôi keo liền sẹo cho nó rồi. Và đây là một cặp đai châu đỏ đốm này, đỏ đốm của nhà em phần cho một khách nhưng mà khách đấy chưa đến lấy nên là em sẽ bán với giá mềm nhé cả nhà nhé. Hai cây đều 5 cặp lá, đó, chưa có nụ đâu ạ, xinh lắm. Bây giờ có nụ thì cũng nụ thì ngắn, nó cũng không thể chơi Tết được nữa rồi. Em bán là 350 chậu này. Bình thường chậu này đây em phải bán 480 đấy ạ, rất là xinh luôn. Vì điều là biên phát tài là một trong những dòng hoa được rất nhiều cô chú anh chị yêu mến và muốn sưu tầm. Và đặc biệt là dịp năm mới này chúng ta mua về để chúng ta thu hút tài lộc và may mắn về gia đình của mình. Với mặt bông màu tím cực kỳ là xinh ạ. Cả nhà quận nhìn thấy mặt bông của nó đây, và cây thì gia đình em Thảo vừa mới phun nước vôi trong xong nên là cây của nó còn hơi trắng trắng lơ phớ đúng không ạ? Em sẽ đo cho cả nhà xem nhé. Cây cao khoảng tầm 25 cho đến 30cm này. Đó. Chủ yếu là 30cm đấy ạ. Cây rất là đẹp nhá. Và nhân dịp năm mới, gia đình em Thảo bán giá cực kỳ là mềm ạ. Em bán với giá là 220.000 một chậu rồi ạ. Bình thường những cái chậu này ít nhất là khoảng tầm 280 đấy ạ. Nhưng mà sắp là Tết âm lịch rồi nên là em Thảo bán hàng để sưu tầm thôi. Và trong cả lô thì gia đình em Thảo có 4 cái cây, nó có 2 thân này cả nhà có nhìn thấy. Cây cao từ 18 cho đến 20cm đấy ạ. Đó, cũng nói chung là cây của nó khoảng đấy thôi ạ. Có cây cao hơn một tí xíu. 4 cái cây hàng 2 thân này em Thảo cũng bán giá là 220.000 thôi nhá. Mua 2 cây là 400 nhá. Đó, em chỉ có 4 cây nên là anh chị em nào nhanh tay thì sẽ còn đấy ạ. Chứ bình thường là hàng này chỉ có 1 thân thôi. Vì điệp 6 mắt chân mày liễu ngày hôm nay sau 2 tháng chờ đợi thì ngày hôm nay mới lại về. Và cây thì đã thắt ngọn chuẩn bị cho bông mùa tới rồi đấy ạ. Và cây này là hàng chuẩn 6 mắt nên là mọi người hoàn toàn yên tâm. Chúng ta phải mua về chúng ta sưu tầm nhá. Đó, chỉ là mắt to hay là mắt bé thôi. À, cũng giống như những chị em đó, có chị em mắt rất là xinh, có chị em thì mắt nó cũng vừa vừa thôi đúng không nào. Đó, em sẽ đo cho cả nhà xem nhé. Nếu mà cây một thân thì nó sẽ dài hơn một chút xíu, là khoảng tầm từ 25 cho đến 30cm. Còn cây hai thân nó cao khoảng từ 20 cho đến 25cm thôi. Đây là dòng hai thân đấy ạ. Và đây là hàng sưu tầm dành cho cô chú anh chị nào yêu mến cái dòng 6 mắt này. Đó, số lượng thì em cũng không có nhiều đâu. Đây này, đấy một thân này. Đó. Cây này mùa tới này cho bông luôn đấy, xinh lắm. Đây, cái dòng lá của nó, cái lá của nó tuy là lá mỏng, lá bé thôi nhưng mà nó lại là lá xếp nhá, đẹp lắm. Đây này, lá xếp đều tăm tắp luôn này. Đó. Hàng sưu tầm, em bán một thân là 250, còn hai thân là 280 nhá. Số lượng em không có nhiều đâu. Ngày hôm nay gia đình em Thảo đã lại về thêm những chậu cây trầm 5 cánh trắng rất là đẹp ạ. Và đây là hàng chuẩn bông với đôi mắt nai long lanh rất là xinh được không ạ. Dòng này có thể chơi lá này, chơi thân và chơi hoa cực kỳ là đẹp được không ạ. Là dòng hoa hoàn hảo luôn đấy ạ. Có thể so sánh giữa ngón tay út của em này với cái thân của nó mập đúng không ạ, rất là xinh. Và cây của nó không quá là cao đâu ạ, khoảng từ 15 cho đến 17cm thôi. Đó, hàng chuẩn bông bảo hành. Và chào đón năm mới năm 2020 thì gia đình em tri ân quý khách hàng giá 250.000, nay còn có 220.000 mua 2 cây như thế này. 2 chậu như này thì gia đình em Thảo bán 400.000 nhá. Đây ạ, xinh họa. Đấy, đẹp lắm. Rất là đẹp và đáng yêu.
Hàng hot ngày hôm nay mới về đó chính là Đai Châu Blue hoa tím. Đặc biệt là đã có ngông hoa và đây là giống mới rất là hot, rất là đáng để chúng ta sưu tầm đúng không ạ? Và Đai Châu Thái thì vốn nó đã rất là đa dạng về màu sắc như là màu đỏ, màu trắng hoặc là màu hồng cánh sen. Nay lại có thêm màu xanh tím cực kỳ là hiếm gặp. Và cây lớn đã có chuẩn bị có hoa rồi đấy ạ. Mỗi một cây của nó từ 1 đến 2 ngông hoa. Cây này có thể vừa chơi lá vừa chơi rễ luôn này. Anh chị em không thích rễ thì chúng ta có thể dùng lưỡi lam để chúng ta cắt rễ và chúng ta bôi keo liền xẹo vào nhá. Đó, vẫn rất là đẹp nhá, cả nhà các bạn nhìn thấy ạ. Và tri ân đầu năm, gia đình em Thảo bán với giá là 230.000 một chậu ạ. Bình thường em Thảo bán 250.000 nhá. Cô chú anh chị nào yêu mến thì chúng ta có thể là sưu tầm ạ. Hàng rất là đẹp luôn. Và đây là những cái chậu đai châu cam của nhà em này. Đây là bên này là cam lửa. Cam lửa thì mỗi một bảng của nó gồm có 2 cây. Có nụ rồi nhưng mà chắc là nụ của nó sẽ không nở được đoạn. Đây chỉ để hàng làm giống thôi. Đó, cây rất là xinh nhá. À, đây là cam lửa, mặt bông như cả nhà đang nhìn ở trên màn hình này đây ạ. Và đây là ghép vào bảng gỗ nhá cả nhà nhá. Đó. Còn bên này đây chính là cam hồng. Cam hồng thì cây của nó to hơn. To hơn và mỗi một bảng của nó chỉ có một cây thôi ạ. Đó. Và nhân dịp năm mới thì gia đình em Thảo bán với giá ngày hôm nay rất là mềm ạ. Em bán với giá là 180.000 một bảng, mua 2 bảng là một cam hồng một cam lửa thì là 350.000 nhé cả nhà nhé. Đó, cam hồng và cam lửa, hàng sưu tầm rất là xinh nhá, Đai Châu cam hồng cam lửa. Săn lùng bấy lâu nay, ngày hôm nay gia đình em Thảo cũng có về thêm một lô kiều tím của Thái rất là xinh xắn và dễ thương. Hoa của nó có hương thơm dịu ngọt và hoa nở vào mùa xuân, rất là xinh đúng không ạ? Và các hoa kiều ạ, nó xếp khít trên một vòi hoa và vòi hoa rũ dài xuống, rũ thòng xuống, rất là quyến rũ đúng không ạ? Và giống hoa này rất là khỏe, dễ chăm sóc và cực kỳ là đẻ nhánh, rất là nhanh, phù hợp với anh chị em mới tập chơi. Và nhân dịp năm mới, gia đình em Thảo bán trên quý khách hàng với giá chỉ có là 180.000 một chậu. Đó, khoảng từ 3 cho đến 4 thân, rất là xinh xắn và dễ thương, mua 2 chậu là 350.000 nhé cả nhà nhé. Đây là trầm cửu long của gia đình em đấy ạ. Một dòng trầm đẹp và nổi tiếng ở bên Đài Loan đúng không ạ? Và nó là tiêu chuẩn, là nét đẹp để đánh giá những cái dòng trầm khác. Và đồng thời nó cũng là cây tem để lai ra những cái dòng trầm có mặt bông cực kỳ là xinh đúng không ạ? Và gia đình em Thảo ngày hôm nay có những cái chậu cây cao khoảng từ 40 cho đến 50cm. Mỗi một chậu gồm có một thân và cây đã thắt ngọn chuẩn bị cho bông rồi đấy ạ. Gia đình em Thảo phun nước vô trong nên là nhìn nó còn hơi loang loang. Với mặt bông rất là đẹp nên là cô chú chị nào yêu mến thì chúng ta có thể là sưu tầm đấy ạ. À, em Thảo bán là 270.000 một chậu, mua 2 chậu là 500.000 nhá. Bình thường mỗi một chậu này em Thảo bán khoảng tầm 300.000 đấy ạ. Nhưng mà nhân dịp năm mới nên là gia đình em Thảo bán giá rất là mềm rồi. Hàng sưu tầm, số lượng thì em cũng không có nhiều đâu ạ. 270.000 một chậu, trầm cửu long, một dòng hoa cực kỳ là đẹp và xuất sắc. Hiện tại gia đình em Thảo còn có 6 chậu cây sơn thủy tiên hàng thân lùn của gia đình em. Và hàng kg mỗi một lần khi mà về hàng thân lùn thì được nhiều cô chú anh chị yêu mến. Bởi vì thân lùn khi mà chúng ta ghép vào những cái dớn đĩa như này thì cực kỳ là xinh đúng không ạ? Đấy, cái thân của nó cực kỳ là đẹp luôn ạ. Đây, mỗi một chậu gia đình em ghép vào những cái dớn đĩa nhìn rất là xinh luôn. Và hoa của nó cả nhà nhìn ở trên màn hình này đây ạ, hoa cực kỳ là đẹp. Đây, cái dòng thân lùn này, phủ bóng rất là đẹp nhá. Đấy. Và hiện tại thì gia đình em Thảo còn có 6 chậu duy nhất. Bình thường em Thảo bán với giá là 370.000, ngày hôm nay em chỉ còn có 6 chậu nên là em bán với giá là 330.000 một chậu. Mua 2 chậu em bán là 600.000 nhá cả nhà nhá. Cực kỳ là đẹp luôn đây này, cả nhà gọi nhìn thấy này. Đó, hàng thân lùn. Không phải lúc nào nhà em cũng có những cái chậu thân lùn để giao lưu với cả nhà đâu ạ. Gần 3.000 cây giống về thì gia đình em Thảo đã lựa ra được gần 300 cây, những cái cây phi điệp giống nó nhỏ nhỏ. Và gia đình em Thảo đã đánh dấu hết tất cả những cái dòng hoa nào và em đã xếp vào một khay rồi. Và em sẽ bán với giá rất là mềm nhá cả nhà nhá. Những cái cây cả nhà quan nhìn thấy, cây của nó chỉ cao khoảng tầm 2 cho đến 3cm. Cây nó không có vấn đề gì cả, mỗi tội là nó còn hơi bé thôi. Đó, đây cả nhà nhìn thấy không ạ? Đây là em sẽ bán với giá rất là mềm luôn ạ. Em bán theo combo đi. Em sẽ gọi combo này là combo số 3 bởi vì em đã có combo số 1, số 2 rồi. Combo số 3 thì sẽ gồm có 10 loại. Ví dụ như là Di Linh Xuân thì cây của nó thắt ngọn rồi này. Di Linh Xuân với mặt bông mẹ cả nhà các bạn nhìn thấy rất là đẹp luôn. Phi điệp Nu 68, đây mặt bông mẹ của nó cả nhà nhìn đây ạ. Đó. Phi điệp Sơn Điền cánh mai cực kỳ là đẹp luôn. Đó. Phi điệp Lộc Bắc. Lộc Bắc cây tím là phải rồi. Phi điệp Easo, giả hạc Easo đây, một thân cao khoảng 2 3 cm thôi. Phi điệp Thác Bay. Phi điệp Nù Tam Bố, nù này.
Phi điệp giả hạc Đắc Lây, người đẹp Tây Nguyên đúng không ạ? Phi điệp núi Chúa. Phi điệp ba bó lúc nãy em quay rồi đúng không ạ? Đó, gồm có 10 loại này. Em bán với giá là 300.000 một cái combo này. Gồm có 10 loại, tính ra chỉ có 30.000 một cây đúng không ạ? Rất là xinh luôn. Đấy, nó chỉ là hơi bé, khoảng 2-3cm thôi. Và đây là gần 300 cây thôi, nên là anh chị em nào yêu mến thì chúng ta coi sưu tầm. Và đây những cái loại nhà em đã ghi tên hết rồi. Đây ạ. Đó. Đây, như cây của nó chỉ cao khoảng 2-3cm thôi cả nhà nhá. Em bán là 300.000 một combo gồm có 10 loại. Anh chị em nào yêu mến thì chúng ta có thể sưu tầm. Cây khoảng từ 2-3cm. Cây nhỏ nhắn xinh xắn dễ thương thôi. Ngày hôm nay gia đình em Thảo vừa mới về thêm những chậu cây phi điệp lá mít hòa bình, là một trong những dòng hoa được rất nhiều cô chú anh chị yêu mến. Và cái dòng hoa này khi trưởng thành chúng ta chăm sóc tốt, nó có thể lớn bằng ngón tay cái, ngón chân cái của chúng ta. Và cây này khi mà lá của nó trưởng thành thì thường nó xòe to hơn so với những cái lá cây phi điệp khác. Hoa của nó cánh dày dặn, hoa rất là bền. Và ngày hôm nay những cái chậu của nó cây cao khoảng từ 4-5cm thôi, cả nhà nhìn thấy không ạ? Đấy, nhỏ nhắn xinh xắn dễ thương. Và đối với những cái chậu này thì đợt tháng 4 năm vừa rồi em Thảo toàn bán dòng cây này với giá là 101 đúng không ạ? Ngày hôm nay duy nhất em bán với giá chỉ có 45.000 một chậu. Anh chị em nào yêu mến thì có thể sưu tầm nhá. Và số lượng thì em Thảo chỉ có 500 cây thôi, nên là anh chị em nào yêu mến thì chúng ta còn sưu tầm. Đó, cây phi điệp lá mít, cây cao khoảng từ 4-5cm, cây nhỏ nhắn xinh xắn dễ thương. Và cô chú chị nào yêu mến thì có thể gọi điện trực tiếp cho em Thảo theo 3 số điện thoại là 0965 495 087, 0848 626 228, là 2 số điện thoại của em. Và đây là một số cây nó cũng đã thắt ngọn để chuẩn bị chất dinh dưỡng cho cây hoa tiếp theo rồi đấy ạ. Đó, cho cây những cái cây năm sau rất là đẹp luôn. Đó, cực kỳ là xinh ạ. 45.000 một cây thôi, giá cực kỳ là rẻ luôn. Đó, trong quá trình bán hàng gia đình em Thảo được rất nhiều cô chú chị hỏi về cái dòng hoa kiến lửa này. Và đây là cái dòng chơi thân cực kỳ là yêu luôn ạ, với thân đỏ tía rực rỡ luôn. Và dự sẽ cho chúng ta một cái mặt bông đẹp được không ạ? Và cái lô tháng 3 vừa rồi em Thảo về là hết sạch xanh xanh, và mãi bây giờ vẫn được rất nhiều cô chú anh chị quan tâm đến. Và ngày hôm nay, lô ngày hôm nay em sẽ bán giá cực kỳ là mềm, nhân dịp chào đón năm mới đúng không ạ? Bởi vì cũng sắp đến Tết âm rồi. Mỗi một chậu cao khoảng từ 2-4cm. Và đợt vừa rồi em Thảo bán là 75.000 một cây được không ạ? Hôm nay em bán với giá cực kỳ là mềm ạ, 45.000 một cây. Anh chị em nào yêu mến thì chúng ta có thể là sưu tầm nhé. Và cái cây này khi mà ra nắng đấy ạ, càng ra nắng thì nó càng tía đấy ạ. Đó, nhìn thấy không ạ? Rất là yêu luôn. Đó, 45.000 một cây thôi ạ, và em chỉ có 2 cây. Cô chú chị nào yêu mến thì có thể gọi điện đến để đặt hàng với gia đình em nhé. Cây rất là xinh, và đây là dành cho cô chú chị nào muốn sưu tầm. Và em Thảo xin giới thiệu cả nhà về 10 loại cây con giống của gia đình em Thảo có sẵn ra từng khay đây ạ. Đầu tiên gồm có hòn hèo, phi điệp 5 cánh trắng mắt xước 75.000, gồm có 2 thân này. Phi điệp 5 cánh trắng mắt nai 1 thân 65.000. Phi điệp 5 cánh trắng phú thọ 1-2 thân. Phi điệp hồng mẫu hậu 75.000, gồm có 2 thân. Phi điệp mắt đỏ hòa bình 1-2 thân. Phi điệp hồng mẫu phòng hồng mỹ nhân này. Đó. Phi điệp bảo bảo 75.000, cũng gồm có là 2 thân. Phi điệp 5 cánh trắng hiển oanh. Đây ạ, 1-2 thân. Và gia đình em Thảo có rất nhiều hàng nên là em sẽ quay em bán combo nhé cả nhà nhá. Đây ạ. Mỗi một combo em Thảo bán với giá là 300.000, gồm có là 5 cây. Đây ạ, 5 cây nhá. Combo số 1 gồm có là Phi điệp hòn hèo, người đẹp Nha Trang đúng không ạ? Là một trong những dòng hoa rất là nổi tiếng ở Nha Trang. Với mặt bông mẹ, cả nhà gọi nhìn trên màn hình ở đây chính là mặt bông mẹ của hòn hèo này. Và phi điệp 5 cánh trắng phú thọ là một trong những cái dòng hoa 5 cánh trắng có mặt bông mẹ cực kỳ là xuất sắc đúng không ạ? Mỗi một chậu của nó gồm từ 1-2 thân, cây cao khoảng từ 3-5cm nhé cả nhà nhé. Tiếp theo cây phi điệp 5 cánh trắng hiển oanh, viết tắt là HO đúng không ạ? Là một trong những cái dòng hoa ở Hòa Bình, 5 cánh trắng Hòa Bình rất là xinh đúng không ạ? Đây ạ, mỗi một thân của nó thân xanh khoảng từ 1-2 thân, cây cao khoảng từ 3-5cm. Phi điệp 5 cánh trắng mắt xước, đây ạ, một cái dòng hoa với mặt bông mẹ cực kỳ là đẹp đúng không ạ? Đây cả nhà có nhìn thấy trên màn hình đây chính là phi điệp 5 cánh trắng mắt xước. Đây là hàng gieo hạt có mặt bông mẹ cực kỳ là đẹp. Phi điệp 5 cánh trắng mắt nai thì là một thân đúng không ạ? Đó là combo số 1 gồm có 5 loại như vậy.
Mặt bông cả nhà các bạn nhìn trên màn hình ở đây chính là tổng thể 5 loại là mặt 5 mặt bông như thế nhá. Em bán với giá là 300.000 một combo. Tiếp theo, combo số 2. Combo số 2 gồm có hồng mỹ nhân, gồm có hai thân cao từ 3 đến 5 cm. Với mặt bông mẹ cả nhà các bạn nhìn ở trên màn hình ở đây chính là mặt bông của hồng mỹ nhân này. Tiếp theo đây là phi điệp hồng yên thủy hàng gieo hạt với mặt bông mẹ cũng cả nhà các bạn nhìn ở trên màn hình ở đây. Đúng không? Mỗi một chậu của nó khoảng từ 1 đến 2 thân đúng không ạ? Rất là xinh. Cây bảo bảo, phi điệp bảo bảo này. Đó, phi điệp bảo bảo với mặt bông mẹ cũng rất là đẹp nữa. Cả nhà các bạn nhìn trên màn hình này đây. Phi điệp mắt đỏ hòa bình. Mắt đỏ hòa bình thì thân của nó là đỏ là phải rồi. Đó, với mặt bông, cái mắt đỏ hòa bình này khi mà cái dòng hoa này mà với cái mặt bông mẹ của nó đây là chỉ cần một giọt sương hoặc là một giọt nước vào thôi là cái mắt của nó nhòe ra. Đấy, giống như là khóc đúng không ạ? Khóc ra máu là rất là thảm thương đúng không ạ? Hồng mẫu hậu. Đây, phi điệp hồng mẫu hậu này. Với mặt bông mẹ cả nhà các bạn nhìn thấy chính là mặt bông mẹ của hồng mẫu hồng. Đó. Đây là hai combo của gia đình em. Mỗi cây khi mà bán lẻ thì nó khoảng tầm 70 đến 75.000, nhưng khi cả nhà mua combo thì với giá là 60.000 thôi nhé cả nhà nhá. Đây ạ, 10 loại của nhà em. Cô chú anh chị nào yêu mến những cái dòng hoa nào thì có thể gọi điện trực tiếp cho em Thảo nhá. Đây là phi điệp nù này. Đây có bên này cũng là nù nhá. Đây này, nù này. Đó. Nù này. Có 5 loại nù thì em sẽ quay và giới thiệu cả nhà về từng loại nù nhá, rất là đẹp luôn, thân nù mọc ú nù luôn. Đây là tín đồ dành cho anh chị em nào yêu mến những cái dòng nù này. Đẹp quá, xinh lắm. Thật sự luôn. Nù bự chà bá luôn. Và em sẽ làm combo cho cô chú anh chị nào dễ để chúng ta có thể sưu tầm nhá. Đấy, những cây rất là đẹp nhá. Những cây như này thì cái đợt mà tháng 3, tháng 4 đấy ạ, những cây này không bao giờ giá dưới 100 luôn ạ. Toàn 101, 102, rất là xinh luôn. Đấy, cây của nó cực kỳ là đẹp. Đấy ạ. Đó. Và em hôm nay sẽ bán với giá cực kỳ là mềm ạ. Combo 5 loại nù em bán là 320, 320.000. 320.000. Đầu tiên đó chính là nù tam bố với mặt bông mẹ cả nhà các bạn nhìn thấy đấy ạ. Rất là xinh xắn, dễ thương đúng không ạ? Tiếp theo là di linh thân nù đốt ngắn này. Đây. Cây này này. Đây là các bạn nhìn thấy cây này sẽ rõ này. Do là nhà em phun nước vô trong nên nó còn là trắng trắng ở kẽ lá này. Đó. Nù 168 xinh lắm. Đây, cũng 2 3 thân. Chủ yếu là 2 thân là nhiều. Nù hòa bình, thì nó sẽ xanh hơn so với những cái nù khác. Đó. Và đây là nù tali cũng là 2 đến 3 thân. Combo này em chỉ bán là 320.000 thôi, rất là đẹp luôn. Những cái bình thường những cái chậu đẹp như này là không bao giờ dưới 100 luôn, anh chị em có thể tham khảo này. Đó, xinh lắm. Nó không to bằng ngón tay của em nhưng mà nó cũng gọi là bự chà bá rồi. Đây là so với những cái cây con bên này này, đấy, đó, nhìn thấy không ạ? Đó. Đây là cây gì đấy? Đây là cây mặt trăng tròn này. Đó. So với những cái mặt trăng tròn này. So với những cái cây phi điệp khác đây. Đó. Đây. Thân nù rất đẹp đúng không ạ? Combo số 5, em gọi là combo số 5 nhá, 320.000. Đấy, combo số 5 320.000, anh chị em nào yêu mến combo nào thì chúng ta có thể gọi điện để đặt hàng. Hôm nay gia đình em Thảo có 7 phần thanh lý. Thì gồm có là 3 phần nù tali và nù hòa bình. Và 4 phần là cây phi điệp sổ số. Tức là em gọi là phi điệp sổ số bởi vì là có rất là nhiều loại lẫn lộn lại với nhau. Như là 5 cây trắng phú thọ, hiển oanh, hòn hèo, châu như, mắt đỏ hòa bình, hồng yên thủy, hồng mỹ nhân đúng không ạ? Và những cái dòng này thì là cái dòng hàng đã hoàn của gia đình em. Và gia đình em đã lại chăm và các em ấy lại nở trở lại rồi. Là tươi trở lại rồi. Và đây là những cái cây nù này cả nhà các bạn nhìn thấy, vì thân của nó nù nên cả nhà các bạn nhìn thấy cái rễ của nó vẫn là bám nhá. Đấy. Nên là cô chú anh chị nó tập trung phát triển thân đấy ạ, nên là cái rễ của nó vẫn bám chứ nó không phải là gãy gốc hay như thế nào đâu nhá cả nhà nhá. Đó. Em có một lô là 7 cây em bán là 300.000 nhá cả nhà nhá, tính ra chỉ có là 40.000, 41.000 trên một cây đúng không ạ? Đấy. Đây là hàng hoàn và gia đình em Thảo đã chăm bám và nó đã tươi trở lại rồi. Hàng nếu mà cô chú chị lấy về chúng ta làm giống thì vẫn được nhá. Phi điệp là mít hòa bình, hàng đang chuyển mùa nên là cây nó đã rụng lá, chuẩn bị chất dinh dưỡng cho những cây tơ, những cái cây mùa xuân đến đúng không ạ? Đây,
đây là hàng để làm giống thôi. Em bán thanh lý với giá là 20.000 một cây, tức là 100.000 được 200.000 được 10 cây đấy ạ. Đó, rất là xinh luôn. Đây. Và những cái chậu này thì là trong quá trình chuyển mùa nên nó bị rụng lá, chuyển về chất dinh dưỡng thôi chứ không có vấn đề gì cả. Nếu mà chúng ta mua về để làm giống, gây giống thì vẫn được nhá. Em bán 20.000 một cây, số lượng em có là 60 cây. Anh chị em nào yêu mến thì chúng ta có thể sưu tập. Và đây là một số vật tư phân thuốc của gia đình em Thảo. Cô chú anh chị cần những loại nào thì em Thảo sẽ gửi kèm cùng hoa lan. Và bây giờ thì em Thảo sẽ giới thiệu anh cả nhà về từng loại, về từng công dụng và giá thành của sản phẩm luôn nhá. Và mùa này thì cây của chúng ta rất là dễ bị trột đúng không ạ? Bởi vì là cái độ ẩm trong không khí khi bước vào mùa thu và mùa đông thì nó giảm cực kỳ là mạnh ạ. Nếu như mùa hè độ ẩm trong không khí khoảng từ 70-80% thì sang mùa thu thì nó chỉ còn 40-50% thôi, nên là chúng ta sẽ cảm nhận được, đó chính là đầu tiên là chúng ta bị nẻ chân, nẻ môi đúng không ạ? Bây giờ em Thảo đã bị nẻ rồi bởi vì ở trên Lạng Sơn lá đã lạnh rồi đấy. Chính vì như vậy là cây của chúng ta rất là dễ bị mất nước, dẫn đến tình trạng là suy cây, héo lá và vàng lá đúng không ạ? Chính vì vậy là cái mùa này khi mà chúng ta tưới nước ấy thì cô chú anh chị tưới ngày 1 đến 2 lần và chúng ta có thể tưới đẫm hết cả giá thể luôn nhé cả nhà nhé. Đấy. Và 3 tháng cuối năm này là 3 tháng cực kỳ là quan trọng trong cái vấn đề là tích trữ dinh dưỡng đúng không ạ? Để cây chuẩn bị cho hoa. Và đặc biệt là đối với dòng thân thòng thì bây giờ chúng ta đã đang thắt ngọn rồi đúng không ạ? Nên là cái 3 tháng này là 3 tháng cực kỳ là quan trọng và 3 tháng giàu dinh dưỡng nhất. Và cây sẽ phát triển mạnh nhất và dồn dinh dưỡng, tích trữ dinh dưỡng để cây cho hoa đúng không ạ? Và cho kỳ và sang năm đúng không nào? Và khi mà độ ẩm không khí không còn nhiều như vậy thì chúng ta sẽ bắt buộc phải giữ ẩm cho cây của chúng ta một cách là cố định nhất đúng không ạ? Đó chính là chúng ta sẽ sử dụng cái phân chùn quế này, phân dạng viên nén 100% từ phân con giun quế. Cái này thì sẽ vừa giúp là cung cấp chất dinh dưỡng, vừa là giá thể để cố định cho độ ẩm nhất định cho cây cần thiết đúng không ạ? Và cái dòng hoa, cái chất dinh dưỡng này nó còn giúp là đẩy quá trình nhanh ra rễ, cho cây phát triển tốt hơn đúng không ạ? Vừa là giá thể vừa là phân bón rất là tốt. Một gói như thế này em Thảo bán với giá là 20.000, là nửa cân nhé cả nhà nhé. Xinh lắm. Nói chung là cái dòng này rất là nhiều công dụng luôn. Và bây giờ đang là loại phân tốt nhất dùng cho cây của chúng ta đúng không ạ? Vừa làm giá thể vừa làm phân luôn. 20.000 một gói. Và bên này đây chính là phân tan chậm. Đó chính là phân tan chậm 14, 13, 13 đúng không ạ? Cái dòng này thì nó sẽ là cung cấp vi lượng kali lân cho cây, giúp cây của chúng ta có thể là cung cấp thức ăn và cung cấp chất dinh dưỡng để cây của chúng ta cái quá trình trao đổi chất của chúng ta diễn ra nhanh hơn đúng không ạ? Nhưng mà cái này thì đặc biệt là chỉ sử dụng cho cây trưởng thành thôi nhé. Nhớ cây nào mà chưa ra rễ thì chúng ta không được sử dụng đâu ạ. Cái này thì em bán với giá là 120.000, đây trên này 126.000 ạ. Gói này gói 1 cân nhé cả nhà nhé. Phân tan chậm của Nhật. Đó, em có 2 dòng. Nếu như tháng 3, tháng 4 lan bước vào thời kỳ sinh trưởng thì tháng 5, tháng 6 là cây sinh trưởng khá là mạnh đúng không ạ? Nhưng mà lại gặp phải cản trở những đợt mưa kéo dài đúng không ạ? Nên chúng ta chẳng dám là phun chất kích thích tăng trưởng nào cả, bởi vì sợ là bị trồng bị thối nhũn đúng không ạ? Và khi mà bước vào tháng 8, tháng 9 trở đi thì cái mùa này là cái mùa khô rồi, nên là rất là hạn chế được cái vấn đề là chống thối nhũn đúng không ạ? Nên vì vậy là chúng ta cần phải bổ sung rất là nhiều những cái chất dinh dưỡng để cây của chúng ta phát triển mạnh nhất đúng không ạ? Và dồn chất dinh dưỡng để cây cho hoa. Và hai cái thành phần không thể thiếu đó chính là siêu lân và siêu lân, siêu kali là hai chất cực kỳ là quan trọng và không thể thiếu trong 3 tháng cuối năm này đúng không ạ? Và nó cũng là hai chất quan trọng nhất. Và đây, đầu tiên đó chính là siêu lân. Siêu lân thì nó có nhiệm vụ là chống rét khi cây lan của chúng ta bước vào mùa đông. Thứ hai là chống nghẹt rễ đúng không ạ? Và giúp cây của chúng ta sinh trưởng một cách tốt nhất. Đồng thời nó sẽ giúp là cung cấp chất dinh dưỡng, đẩy nhanh quá trình ra hoa và phân bám mầm hoa cho cây lan của nhà mình. Và tiếp theo đó chính là kali. Thì kali nó sẽ có nhiệm vụ đó chính là vận chuyển nước và chất dinh dưỡng từ gốc lên đến ngọn. Nó như vậy thì nó sẽ làm trung hòa chất dinh dưỡng cho toàn bộ cây của chúng ta, giúp cho cây của chúng ta có thể là phát triển một cách toàn diện đúng không ạ? Và khi mà chúng ta pha thì chúng ta sẽ pha 2 lần với 1 kali để cho chuẩn nhé cả nhà nhé. Và để mà đủ một liệu trình cho cây hoa lan của chúng ta thì chúng ta nên mua là 10 lần và 5 kali. Và 10 lần và 5 kali. Riêng cái này thì chúng ta 1 tháng chúng ta có thể phun được 2 lần, được 3 lần nhé cả nhà nhé. Từ 2 đến 3 lần nhé cả nhà nhé. Đấy, đó chính là siêu lân và siêu kali, hai chất cực kỳ là quan trọng giúp cho việc phân bám mầm hoa cho cây của mình đúng không ạ? Đồng thời nó sẽ giúp cây của chúng ta phát triển một cách tốt nhất, vượt bậc nhất đúng không ạ? Đây, siêu ra hoa này, siêu đậu quả, kích thích ra rễ cực mạnh đây. Đó. Siêu lân thì em Thảo bán với giá là 10.000 một gói, còn kali là 20.000 một gói. Và decamon này nó sẽ giúp là điều hòa sinh trưởng cho cây đúng không ạ? Giúp lá hình thành và giúp
cây hoa lan của ta hình thành bộ rễ hình xương cá đúng không ạ? Đó, decamon này em bán 70.000 một lọ. Ngoài ra thì cái decamon này nó còn là kích thích sự nảy mầm, ra rễ đâm chồi. Đấy này, đấy chỗ bông đồng loạt này. Đấy. Tiếp theo, một cái sản phẩm phân bón lá, đó chính là NPK 30-10 đúng không ạ? Làm cái dòng hóa giúp cây của chúng ta có thể lá đẻ nhánh khỏe và ra lá rất là tốt đúng không ạ? Ra thì nó còn giúp lá tăng sức đề kháng cho cây, giúp cây của chúng ta có thể lá chống được những cái bệnh, đặc biệt là giúp cây của chúng ta có thể là quang hợp một cách mạnh nhất. Đó. Đây, em bán này, NPK 30-30, 30-10-10 này em bán 25.000 phân bón lá nhá. Ngoài ra thì gia đình em Thảo còn có một cái dòng phân bón lá. Đây. Phân bón lá này em bán 70.000, đây là hàng của Thái. Đấy. Tiếp theo vitamin B1. Vitamin B1 này em bán là 50.000 một lọ. Đó. Vitamin B1 thì nó sẽ giúp kích thích và điều hòa sinh trưởng đúng không ạ? Và tăng cự sinh trưởng, tăng cường sự sinh trưởng của bộ rễ, giảm bớt các độc tố có hại cho cây trồng. Và đặc biệt là tăng sức đề kháng của cây đúng không ạ? Chống hạn, chống sốc cho cây. Và tiếp theo đây là Super Home này. Super Home này cũng là một cái dòng để bón lá đúng không ạ? Nó có tác dụng đó chính là đâm chồi nảy đẻ nhánh này, phát triển bộ rễ, tăng cường khả năng kích ứng và chống chọi với thời tiết đúng không ạ? Đấy. Super Home này em bán là 85.000. Đây là hàng cao cấp nhé cả nhà nhé. Rất là, thế là em có 3 dòng đấy. Tự nhiên lúc nãy là phân bón lá thì em có 3 loại. Cô chú anh chị có thể chọn cho mình một loại cũng được. Tiếp theo đó chính là vitamin Super Thai đúng không ạ? Đó chính là hormone tăng trưởng. Nó cung cấp là các chất dinh dưỡng để kích thích sự tăng trưởng cho cây, cải thiện chất lượng của đất trồng đúng không ạ? Đặc biệt là cái dòng này nó sẽ giúp hoa lan của chúng ta sẽ to hơn, rực rỡ hơn đúng không ạ? Cây của chúng ta phát triển mạnh hơn. Và cái dòng này thì sử dụng được cho mọi giai đoạn cây của chúng ta. Một lọ Super Thai em bán 120.000, lọ này lọ to nhé cả nhà nhé, lọ to đấy. Đó. Và đây là thẻ ghi tên này. Đấy, thẻ ghi tên. Thẻ ghi tên này thì em bán với giá là 70.000, được nhiều lắm, được 100 cái hay sao ấy. Đấy. Đây. Và riêng đối với dòng kích rễ thì nó sẽ giúp mình là tăng cường bộ rễ đúng không ạ? Thì em Thảo có hai cái dòng kích rễ, một kích rễ là N3M 25.000. Một kích rễ là kích rễ Thái 70.000. Đó. Và đây là nước xịt kiến cao cấp đây. Chúng ta nếu mà chúng ta anh chị em nào mà lan chúng ta ít thôi ấy, thì chúng ta có thể là sử dụng cái này để chúng ta xịt trực tiếp vào cái cây hoa của mình. Đây. Và đây là xịt côn trùng này. Đấy. Cuốn chiếu các kiểu này. Đấy. Một cái thì em bán là xịt kiến 50.000, xịt côn trùng 50.000. Còn nếu mà anh chị em nào mà vườn rộng thì chúng ta có thể phụt xun lấy cái này về. Đây cũng là một thuốc diệt kiến này, chúng ta sẽ pha đây này. Một cái lọ này thì chúng ta sẽ pha được với 10 lít nước. Đấy. Sử dụng cái này cũng 50.000 thôi. Và bả sen, bẫy sen đúng không ạ? Bả sen này em bán là 35.000. Đấy, vườn nào có ốc sen nhiều. Và đây là thuốc kích hoa. Thuốc kích hoa này sẽ giúp cây của chúng ta ra hoa nhiều, căng bông và to đẹp hơn đúng không ạ? À, hoa của chúng sẽ nở đều hơn. Một lọ này, thuốc kích hoa của Thái Omega 3 này, Omega này thì em bán là 90.000. Nano bạc này. Nano bạc này để phòng chống thối nhũn thì nó cũng giống với Kinkin Boom, giá của nó bằng nhau, 55.000. Đấy. Nhầm, nano bạc là 45.000, còn Kinkin Boom là 60.000 nhá cả nhà nhá. Đây. Nếu mà để phòng thối nhũn thì chúng ta một tháng chúng ta phun 2 lần. Có thể là sử dụng Kinkin Boom cũng được. Đấy. Và đặc trị vi khuẩn, đặc trị nấm thì chúng ta sẽ sử dụng Stainer là 20.000 một gói. Nói chung là về sự hướng dẫn liều lượng thì gia đình em Thảo cũng có ghi ra một bảng. Cô chú anh chị về chúng ta có thể làm đúng ở trên cái này cũng được, hoặc là theo cái sự hướng dẫn, nói chung là cũng như nhau thôi. Và tiếp theo đó chính là viên thuốc trị thối nhũn. Đấy, cực kỳ là hiệu quả luôn. Em bán là 20.000 một viên. Đó, là một gói, đây là dạng viên sủi nhé cả nhà nhé. Đây ạ. Một viên này thì chúng ta sẽ sử dụng được với 16 đến 20 lít nước này. Đó. Cái này sử dụng cho bắp cải rất là tốt, và đặc biệt là sử dụng cho cây lan cũng cực kỳ là tốt luôn. Đấy. 20.000. Đặc trị vi khuẩn 35.000. Hiệu đặc biệt cũng là đặc trị sương mai, phấn trắng, thán thư, nói chung là nó cũng là như vậy. Em bán là 35.000, hai cái đều như nhau hết. Kiki thì gia đình em Thảo có Kiki duy đỏ và Kiki duy xanh. Kiki duy đỏ thì nó là dạng bôi, còn Kiki duy xanh là dạng phun. Đấy, nó có sự hướng dẫn hết rồi.
Em bán với giá là 60.000 duy xanh và 80.000 duy đỏ nhé cả nhà nhé. Kích kỳ. Và dây thì hiện tại thì gia đình em có dây buộc 100m này. 100m tờ đây. Em bán là 50.000. Dây buộc nhá. Đấy, keo liền sẹo. Keo liền sẹo này em là hàng của Mỹ, keo liền sẹo màu đen ấy, hàng rất là tốt đấy, em bán là 50.000. Bả sen em cũng nói rồi nhỉ, 35.000. Đây. Phân bón lá đậu châu 501 này, nảy chồi ra hoa. Đó, em bán theo bộ nhá. Đấy, nó có cả cái cây, có cả đầu trâu 701 nữa này, kích thích ra hoa nữa. Đấy, em bán một bộ lá, em bán là 75.000 một bộ nhé cả nhà nhé. Gồm còn sẽ được hai cái này. Đấy, nên bán lẻ thì là 25.000 một cái. Để chuẩn bị cho cây hoa của chúng ta nở một cách tối ưu nhất, có những khi chúng ta phát hiện ra là cái cây hoa của chúng ta có những cái nụ, những cái chồi nó rất là nhiều nhưng mà nó đều không nở được, nó sẽ trở nên vàng đi. Thì đó chính là tình trạng những con ruồi vàng nó châm chích vào, thì dẫn đến là cây hoa của chúng ta không thể nở được một cách tối ưu. Hay nói cách khác là nó không thể sai bông nhiều, đúng không ạ? Nếu cô chú anh chị gặp phải những cái tình trạng đấy thì chúng ta có thể để ý là trong vườn của chúng ta xem có những con ruồi vàng không. Khi nó đậu nó châm chích vào những cái vòi, những cái nụ hoa thì nó hoa của chúng ta sẽ không thể sai hoa nhiều được. Và mùa hoa Tết cũng như là mùa xuân, rất là nhiều những cái dòng hoa của chúng ta nó nở, đúng không ạ? Thì cô chú anh chị mua cái thuốc dẫn dụ ruồi vàng này về, chúng ta sẽ bẫy. Đấy, trong vườn chỉ có một vài con thôi thì nó bay từ cây này sang bay từ cây kia sang ấy, thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều. Và mỗi một lọ này gia đình em Thảo bán với giá là 50.000, gồm có 2 lọ ở bên trong này. Và nếu mà vườn rộng trên là 100m thì chúng ta nên mua khoảng tầm 2 bẫy thế này. Đó, còn nếu mà những cái vườn bé bé thôi thì chúng ta mua một lọ. Thảo cảm ơn cả gia đình mình đã luôn ủng hộ shop hoa Lan Chu Thảo, thành phố Lạng Sơn. Cô chú anh chị xem video của em nhớ đăng ký kênh của em bằng cách ấn vào chữ đăng ký. Hiện lên cái chuông thông báo, anh chị em ấn vào chuông thông báo thì sẽ nhận được video của gia đình em cập nhật hàng ngày. Và bây giờ em xin kết thúc video đây. Em xin kính chào và hẹn gặp lại gia đình mình ở video tiếp theo.